Con sâu các bạn. Con sâu này khá nhiều lông, con này nhìn là thấy ghê rồi đúng không? Mà cái lông trên thân của nó khá là dài nữa chứ. Để mình đụng vào thử xem nha. Những con chim mà cũng không dám động đến con này. Mình cái lông con sâu này ngứa các bạn. Nó đang bò trên một cành cây nè. Nó đang bò xuống. Bò cũng khá là nhanh đó.